Rồi xin chào Hải. Dạ chào anh nha. Bữa nay cuối tuần em gặp nhau. Dạ. Bữa nay mình giới thiệu cho xe mấy cây gì với khán giả. Dạ. Đây. Dạ, bữa nay mới về một lúc ba em xanh xanh và ba em đỏ. Mới về nhiều anh. Dạ. Ba em xanh, ba em đỏ. Và ba em cam. Dạ. Rồi bây giờ mình muốn bán thì cửa hàng nông cơ Hưng Thịnh. Dạ đúng rồi. 18 quốc lộ 1A. Phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Điện thoại 0961 796 801 và 0907 546 156 ha. Dạ dạ đúng rồi. Rồi. Dạ. 0961 796 801 0907 546 156. Dạ. Rồi. Thì chiếc xe này có gì nó hay hay không giới thiệu cái? Dạ, nói chung cái dòng cho anh em về đang thịnh nó ngon nên lấy về một vụ cho anh em thôi và con hỏi. Dạ. Biết, nhưng mà ý là cái xe nó ngon ở điểm nào, nó là bao nhiêu mã lực? Dạ. Con này là nó nằm trên 80 mã anh. 80 mã lực. Dạ, dạ, dạ. Mình lấy cái gì để mình khẳng định về vấn đề nó 80 mã? Thì cái thông số này châu Âu là nó như vậy, em không biết đâu anh hiểu không? Tức là cái châu Âu là cái dòng xe nhìn vô là anh em mới xài xe tao biết à. Dạ dạ. Coi như là mình nói lên đây là mình đâu có sợ ngại gì đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì mình nói đúng, mình đâu có sợ. Dạ đúng rồi. Là nó khoảng trên 80 mã lực. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Trên 80 mã lực. Dạ. Thì thông thường á thì cái dòng bánh á thì mình cũng có thể đánh giá về ma lực của nó. Đúng rồi anh coi thông số lúc đầu sao là đúng rồi. Thông số đó, thông số của vỏ lớp á. Dạ đúng rồi, đúng cái rồi. Cái này 13624. Dạ. Rồi vỏ sau là gì? Vỏ sau nó là 16 10 18 34 luôn ta. 18 34. Dạ. Vỏ sau vỏ Bridgestone luôn ta. Dạ dạ dạ. À. Dạ đó. Cái con này thì máy móc đồ nó còn ngon không? Bao xin luôn anh, máy còn lực lắm đã. Cái tay lái của nó thủy lực 100% hả? Cái lực cái này nè, có thể lực không? Ý full thủy lực chứ. Có nghĩa là mình nổ máy lên mình mới chạy được, chứ còn mình tắt máy mình đâu có quay vô lăng được đúng không? Đúng rồi, lúc nào nó vậy. Đúng rồi. Có nghĩa là đời này nó full thủy lực. Không nha, nó cũng chưa thuyết phục nha, tự nhiên là mình nổ lên giờ có 50% thì mình mới nổ nhớp vô nó mới nhẹ đúng không? Thì đúng rồi. Còn mình không nổ nó nặng. Nhưng mà mình không nổ mình quay đâu được đâu thằng này. Đúng rồi. Đời này cái này là tay lái thủy lực chứ không phải là full thủy lực, chứ không phải là trợ lực. Đúng rồi. Trợ lực là nó sẽ có một cái cần từ trên xuống, còn đây là nó xài ống nhớt luôn, hai cái ti thụt ra. Thấy không? Dạ. Đó. Cái con này nước sơn rim nó còn khoảng bao nhiêu phần trăm? Nó sơn rim hoàn toàn luôn mà anh. Hả? Nó sơn rim hết luôn mà. Nè, toàn một lốc như thế luôn nó đây. À vậy hả? Đó. Thấy không? Đó. Nước sơn rim hết mà hai này đâu có rim đâu. Mâm thì em sẽ lại, đúng rồi, còn cái bộ lóc lý không được gì hết. Đúng rồi. Cái này rin của nó nữa hả? Dạ. Mâm là mình sơn lại. Dạ đúng rồi. Thằng nào sơn giống rin dữ ta. Thôi dạ. Xe đấu giá hả? Dạ dạ, chi đấu giá. Mình có thể nổ cái máy lên được không? Ok này nó để xem cabin chút xíu ra. Lên xe ra nha. Dạ. Xem dạ. Cabin tí rồi tính sao. Dạ. Cha cái yên nó nét quá sao mình không bọc lại đi bạn. Em chưa bọc quá mấy em chưa bọc kịp. Phải không? À dạ. Mấy cái phần vải phần đồ nó xấu quá ha. Dạ. Nó nét quá. Cái đó chung là bọc lại nhanh mà. Phải bọc lên cho đẹp. Dạ dạ dạ. Mà sao giờ chạy sao nó cái con này giờ chạy nó mới có 2000 mấy giờ ta? Dạ đúng rồi, hàng xe ít mà đâu giá mà. Phải không? Dạ. 2630 giờ. Ở đây nó có ấy con mã của nó nè. Zonder nè, Company nè, không hiểu. Rồi, cái này nó xài cơ hết hả? Dạ, cơ hết luôn anh, dòng này cơ hết. Số cơ. Dạ, đúng rồi. Rồi, đâu thử coi. Đâu giờ mình chưa nổ máy, mình thử mình quay tay lái coi nó có đi không? Dễ gì đi. Dễ đi được anh. Đúng rồi. Cái này heo nó xài heo test đó. Đâu quay coi. Quay dạ, coi đi. Hả? Được. À cũng được á chứ bọn. Được hay nặng. Cũng được nhưng mà nặng thôi. À được. Vậy là cũng được á. Có đèn nè. Đèn. Ồ. Máy quá chất lượng. Đã nổi cho anh em nghe đâu. Ok chưa? Đâu? Đổ cho anh em nghe được rồi đó. Quá ok.
ghé xuống. Rồi con thứ hai. Con thứ hai. 2040 anh. Hả? Dạ, 2040. Con này có bình không? Dạ. Con này hình như có bình. Nó xài gầu súc khủng khiếp vậy hả ta? Đúng rồi, anh đang gầu súc hết á. Cái gầu này cũng phải 6 7 tấc gì chứ. Dạ. Nó chu xe máy được chất lắm, nó ngon hết á. Dạ. Hả? Quá dữ ha. Cái này mình chế súc lạc được ta. Dạ. 850 kg cả khối rồi. Đúng rồi, rồi nó trọng lượng nó còn đâu sao anh chỉ có 400 kg vậy thấy không? À. Đó, dữ dằn ha. John Deere. Dạ. Quá dữ. Ủa này sao mình không báo giá rồi cho bà con biết? Dạ. Hả? Nói chung tùy xe tùy kia. Nếu em nói rồi đó, dù xe đấu giá giá nó khác nhiều kim rỡ anh em biết à, sao mày mắc phải rẻ đúng không? À. Cho nên em thiện chí là cứ alo clip rồi chơi mắt chơi à, dạ đúng rồi. Dần đuôi dần độ đẹp quá ha. Dạ dạ. Ở giống như anh Hoàng con này nước sơn rin 100% luôn coi. Dạ. Hả? Đúng rồi. Ủa cabin nó mở bên kia hả? Bên kia đúng rồi. Nó rin 100% luôn coi. Đó. Rồi vỏ lốp nè. Dạ. Rồi con này vỏ lốp còn là thương lượng đâu nữa không? Dạ dạ. Ô con này cũng quá đẹp à. Con này sơn lại hả? Sơn mâm lại. Sơn mâm, sơn mâm lại dạ. À. 2650 luôn, nó cặp cái đó vậy hả? À, cặp 2650, ba con sao 2650 luôn. Không, con này 2040 anh. 2040 thì nó nhiêu mã lực? Con này là nó đời này nó làm tới gần cũng gần 80 mã luôn anh. Bao nhiêu? Gần 80 mã. Gần 80 mã. Đúng rồi. Con này là trên 80 mã. Đúng rồi. À... con này đúng ra chứ 70 mã nhưng cái đời này nha, nó tùy đời anh. À, à nó hai ba đời đúng rồi. Nhìn nó cũng giống y nhau ha. Cabin một chút quay còn nhớ không cabin đâu, 2040 đâu có cabin này, có cabin thấy không? À, à cabin nó khác thấy chưa? Ồ cabin nó à đó, thấy cao à, đúng không? Thấy chưa? Cabin nhìn giống cabin này quá ta. Thì đó anh nghe đó, cabin nó có một form, nó có một form anh chị ơi. À nó một form mà, một form. Dạ. Con này cũng đẹp ha. Dạ. Rồi xuống là ba em màu đỏ, em giới thiệu anh là ba em màu đỏ nữa kìa. Đâu? Đây, ba em đẹp nữa. Đâu? Ba em màu đỏ. À. Đâu? Ba em đẹp. 685. Con này mấy? Con này là cáp 885. Hả? Đây anh. Đây anh, bên này anh. 885. Con cây 695. Dạ đúng rồi. Nhưng cái con mà 685 này thì nó khoảng bao nhiêu mã lực? Con này nó nằm bây giờ là cỡ 70 mấy mã. Hả? 70 mấy mã. 70 mấy mã lực. Dạ dạ. Mã dòng này nó rẻ không? Đúng rồi anh, dòng cái chung sao vậy? Tại sao cái dòng Intec nó rẻ ta? Nói chung cái trà mà nó quyết được mình nhập xong thấy vậy thôi, còn cái thị trường nó quyết định gì á. Nó rẻ hơn là thằng John Deere luôn chứ. Dạ đúng rồi, nó nhẹ hơn John Deere. Bây giờ nó cao lắm, đúng rồi. Nó phải có nguyên do của nó chứ. Thì cái gì Việt Nam mình thấy kệ nó. Thành thì nó đẩy giá lên, chứ giỏi sẽ biết trả lời đúng không? À. Anh nghĩ là cái gì Thành thì nó cũng cao mà, quy luật rồi. Cái gì xem cái thằng mà in tẹt này thì mấy người ta khởi nghiệp ta hay mua. Dạ đúng rồi. Tại vì giá thành nó rẻ mà mã lực nó cao đồ, với lại một số vùng họ mua nhiều. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nó giống như được cái trào đó thấy không? Nó rẻ người ta thích mua nó vậy. À. Hỏi đâu có trả lời được là thị trường mà. Ồ cái láp của nó hay ha. Từ đó truyền lên tới đây luôn ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cầu này kiểu cầu giống như Chanel nè thấy không? À. Châu Âu, nó cùng một khối châu Âu mà. In tẹt National là mã quốc tế mà. Giống như Chanel luôn hả? Ờ, đó, à. Rồi, đúng không? Cái kiểu giống rồi, đúng không? À. Nè, nó cũng dùng giữa này thấy không? Hả? À. À. Cho là nó dùng một con hết dầu luôn. Dạ đó. Cái thằng này thì đen hết hả ta? Dạ đúng rồi, cáp nó cao hơn nha, giá trị hơn nè, cách xè. À, thằng cáp là cao hơn, giá trị hơn. Giá trị hơn, đúng rồi. Đó rồi, tiếp tục tới cách 695 anh. Đó, à. Hai màu đỏ. 695, hai con có cabin. Dạ dạ, đó. Rồi, XL nữa. À, mình làm tiếp em màu cam đó. Cam đâu? Cam đi qua đây. Hả? Hay là video riêng ha, em màu cam bên kia đi qua kia. Cam qua luôn. Ok đi qua. À. Ba chiếc đỏ. À, ba chiếc. Ủa cửa đó có mở không? Cửa trước không? Không có mở, mở em mở vô lấy chị mở. Mở qua giờ sáng ha. À, mở ra sáng. Đi qua được. Rồi, ba con màu đỏ.
có quay không? Đi. Mở đi. Đi lên em nha. Rồi. Dạ đó. Ba em màu đỏ hả? Dạ bây giờ ba em màu cam đó anh. À ba màu cam hả? Dạ. Kubota. Dạ Kubota. Có này bán nhiêu chiếc? Hả? Em hỏi em biết hỏi ai nữa. Bán xe mà không biết giá. Ờ. Kỳ á. À con này 79 mã lực hả? Dạ, 79-50. Như cái đời này thì nó cao không? Sao anh? M này là cao không? Thằng này nó cột đời cao nữa là M16, 75, 85 nữa. Cái này cũng gần cao rồi đó. Đời M là cao hả? Dạ đúng rồi. M rồi tới L. Đúng rồi. Đúng không? M L. Vậy là. Con này vỏ nó mấy ta? Đó là gì vậy? 9. Hả? 9-5-24 à. Hả? 9-5-24 à. 9-5-24 nó bằng cho nó cái máy của máy cày nhỏ ha. Ừ đúng rồi. 79 mã lực mà cái form nó form lớn đúng không ta? Đúng rồi. Đúng không? Đó, 9-5-10. Như máy này thì mình sơn mâm lại nè. Dạ đúng. Mình dặm này lại nè. Dạ đúng rồi. Dặm sơn lại. Dặm sơn đồ lại còn dàn sườn mình không dặm hả ta? Dạ. Xong sơn sườn luôn. Thôi lóc lít thì để như vậy các em chứ. À. Đó. Cái áo sơn lên đẹp giờ nào vẫn ấy sao mấy cây to thấy người ta hay sơn dọn đồ lại ha. Không em cái nào em lắm em mới sơn dùm cho được anh. Cái mình sơn quá chi cái nào đi như vậy mà để cho nó giá trị á. À, à. Dạ. Đây mâm cũng sơn lại nè. Dạ. À, con này 9570 luôn. Con là 7950, con này 9570. 9570. 95 mã. 95 mã. Đúng rồi. À, đúng không? Cũng lên 1124 đi. Mấy? 1124 đi. 11 là vỏ bằng cái vỏ máy cày kia rồi đó. Ô, bằng kia 13. Bằng cái 2000. À đúng rồi 22. À. Vỏ sau siêu ra 22. À 1224. Mâm này mình sơn lại nè. Máy này dạ có dặm rồi nè. Hả? Hồi mấy bữa anh thấy rin đẹp lắm sao dặm lại ủng ta. Đâu anh em lấy về công dọn sẵn cho mình lấy thôi. Phải không vậy? À dạ. Miễn sao? Ta. Miễn sao máy móc mà nguyên bản hết là nó like đồ rồi. Như những cái xe mà thí dụ như nó dọn lên sơn đồ như vậy đó. Dạ. Rồi người ta có mua người ta có ấy không? Em cũng nói ta mà đó là miễn sao em ba tranh cứ đúng về nguyên bản đó, không có like đồ, không có trong số đúng nguyên bản bơm ben hoạt động tốt rồi đúng không? À, nhưng này mấy đời nãy xài cơ hết hả? Cơ hết anh, để anh quay đi toàn bộ cơ hết. À cơ hết. Đó, đó. Đời mờ nãy cơ hết. Dạ đúng rồi. À. Đó. Mà nó nguyên bản là được. Đúng rồi anh. Rồi người ta mua người ta cũng chê bai gì hết. Dạ đúng rồi. Tiền nào của đó hả? Dạ. Ví dụ như sơn lại mình bán nó có rẻ hơn không? Không giá đúng giá nơi gì rẻ không có rẻ đâu. Hả? Nè, giá nó đúng giá thị trường chứ rẻ không có rẻ được. À. Nè mâm tạ nè thấy không? À. Đó. Xe này thì mình biết là xe nhập nghĩa địa 100% rồi. Dạ dạ. Nhưng mà về thì có dọn sơn. Lúc nào cũng vậy. Đó bởi vì khi là anh hỏi giá nó không quan trọng, trọng cái xe cái chích hay không đúng không? À. Coi là mình coi. Con này 9550. Dạ. Con cái 9570. Dạ đúng rồi, nó khác cái đời thôi. Mà cũng M luôn. Đúng rồi. À. Cái ăn cái đời 50 đời 70. À đời 50 làm sao ta? Đời trước đời sau chứ vậy. Cái thằng này DT mà kia không có DT nha. Đúng rồi, đúng rồi. À. Đúng. Nó cũng cơ hết luôn. Dạ đúng rồi. Số má đồ cũng y như nhau. Dạ. À. Số má đồ cũng như vậy. Dạ đúng. Số xiếc đồ cũng vậy. Đó. Rồi quay đích cho anh em ngắm rồi đi, nhìn cho nó rồi. Nói chung mấy dòng này mấy anh em mà dân xài ấy thì họ biết quá. Đúng rồi anh Thành, đúng rồi. Ừ. Mình nếu mà nói đăng anh em biết thôi. Ừ. Rồi vô đứng giùm cái hai chụp tấm hình coi. Chúng xa đứng cần cần quá, kỳ nó bự quá. À, nó bự quá không, nó cao quá. Rồi ok. Rồi. Rồi anh em nha. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Rồi anh em.